Tiến thì tiến từ từ thôi. Đấy, ngọt đấy mà. Rồi lên đi. Đúng rồi. Thẳng lái đây, thẳng đây, thẳng đây, thẳng lắp đi. Nhẹ lên nhá. Quá ngon. Đẹp quá. Hay thế nhỉ. Ôi. Chảo chống dính rồi. Không không. Kinh lắm như ông mà tê này. Thẳng lái đây Tuấn ơi. Về phụ đi, phụ. Giả lại đi. Phụ. Bên phụ. Thẳng lái đây Tuấn ơi. Thẳng lái bên phụ đi Tuấn. Số. Chưa cài. MT là hơn ở chỗ ý. Nó đây đấy, nó khúc một khộp đấy, ông Cường bảo. Không bám được vì cái đầu xe hút vào đấy trước. Thế cho nên là phải. Đừng lái nữa, đừng lái vào đây nữa, thẳng lái ra một tí để đến gần chỗ kia mới đánh lái. Nếu mà được rồi. Cứ đánh lái đi, hết lái đi, đâu rồi, nào, nghe đi. Đó, rồi. Thôi thôi. Nó tính là kính nứt à? Thôi anh em phải đẩy lên không nó dán bây giờ. À. Rồi. Ê. Lâu à?